22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới Trên trái đất bao la rộng lớn của chúng ta thì có vô vàng những địa điểm du lịch tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho loài người. Tuy nhiên trong đó thì chỉ có 22 địa điểm du lịch được bình chọn là địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới thôi. Nếu bạn không tin thì hãy cùng trời Travel việc cùng nhau tìm hiểu xem 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới này là những địa điểm du lịch nào nhé. Đầu tiên đó chính là đồng ruộng muối lớn nhất thế giới ở Bolivia, Sala de Uyuni. Sala de Uyuni được coi là ruộng muối lớn nhất thế giới. Các cơn mưa đã tạo nên một chiếc gương phản chiếu khổng lồ. Tại đây thì bạn sẽ bị lóa mắt bởi những hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong xanh, những đám mây trắng xốp như bông hay là khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Tất cả đều được phản chiếu rõ nét qua tấm gương khổng lồ này. Và bạn quý không, tại địa điểm du lịch đẹp thuộc top thế giới này thì bầu trời và mặt đất dường như là đã hòa thành một. Chính bởi lẽ đó mà Sala de Uyini được coi là một trong những địa điểm thu hút du khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến đây. Và thậm chí là ở địa điểm du lịch đẹp thế giới này còn có cả khách sạn được xây dựng bằng muối nữa đó nha. Một địa điểm du lịch khác ở Campuchia lọt vào top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới đó chính là đền thờ Angkor Wat. Đền thờ Angkor Wat ở Campuchia đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1992. Nơi đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới với những di tích chạm trổ của một nền văn minh lừng lẫy một thời. Còn bây giờ thì lâu treo vào việc mời các bạn cùng di chuyển đến Ý. Chúng ta sẽ cùng check in 5 ngôi nhà nhỏ tuyệt đẹp Sinkwiteri. Sinkwiteri là 5 ngôi nhà nhỏ tuyệt đẹp ở Ý. Các ngôi nhà đầy màu sắc được xây dựng trên cách phép đá treo leo dọc bờ biển đẹp như tranh vẽ. Và chính điều thú vị này đã đưa cho địa điểm du lịch này lọt vào top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới đó các bạn nha. Và đứng vị trí thứ tư trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới đó chính là suối nước nóng Blue Lagoon ở Iceland. Suối nước nóng Blue Lagoon Dinvalik ở Iceland được mệnh danh là một trong những suối nước nóng tự nhiên đẹp nhất thế giới. Nơi này còn là một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh mà chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ du khách khó tính nào đó nha. Và thật là thiếu sót nếu như trong danh sách 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới mà bỏ qua Montreal ở Ấn Độ. Montreal nằm ở phía nam quần đảo Lakhansweet thuộc Ấn Độ, được coi là thiên đường du lịch, là điểm đến mơ ước của rất nhiều du khách du lịch trên toàn thế giới. Và nếu như bạn muốn check in địa điểm du lịch đẹp thứ sáu trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới thì hãy đến Mỹ nha, và hãy đến công viên quốc gia Yellowstone. Công viên quốc gia Yellowstone là một công viên không chỉ nổi tiếng ở nước Mỹ mà còn là một trong những công viên lớn nhất thế giới. Tại địa điểm du lịch đẹp thế giới này sở hữu nhiều mạch nước phun đẹp nhất hành tinh đó nha. Ngoài ra thì tại Mỹ cũng có một địa điểm du lịch khác lọt vào top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới đó là bãi biển thủy tinh California. Bãi biển thủy tinh California ở Mỹ thì có thể coi là một nơi độc nhất vô nhị trên thế giới. Nó được tạo nên bởi hàng triệu mảnh vợ thủy tinh, theo thời gian thì những phần nhô lên của các mảnh vỡ thủy tinh đã được bãi cát, sóng biển mài dũa, đẽo gọt mịn màng. Nơi đây trước nay được biết đến là nơi tập kết của các bãi rác, rác thải được chất đóng, sau đó thì đã được dọn sạch dần dần. Nên ngày nay thì chỉ còn lưu lại những mảnh vỡ thủy tinh như những hòn ngọc cuội đẹp vô cùng. Và xếp vị trí thứ 8 trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh thì nằm tại Thổ Nhĩ Kỳ, đó là suối nước nóng Bumakale. Suối nước nóng Bumakale của Thổ Nhĩ Kỳ có địa hình giống như các ruộng bậc thang đá vôi vô cùng ấn tượng. Địa điểm du lịch đẹp thế giới này đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hoặc các bạn có thể đến check-in tại quần đảo Hawaii. Quần đảo Hawaii là một trong những điểm dừng chân rất thú vị cho du khách. Tại đây thì bạn sẽ bắt gặp hiện tượng tự nhiên kỳ lạ đó là dòng dung nhàm nóng rực khi chảy vào dòng nước biển xanh mát sẽ được làm dịu ngay tức khắc đó. Và đứng thứ 10 trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh nằm ở Trung Mỹ đó là đảo quốc San Lucia. Đảo quốc San Lucia là một hòn đảo nằm ở khu vực Trung Mỹ được ví như là thiên đường xanh của trái đất vậy đó, là một trong những địa điểm đẹp nhất thế giới thuộc vùng biển Caribe. Hoặc bạn có thể di chuyển tới Hy Lạp để check in địa điểm du lịch đẹp thế giới đó là đảo Santorini. Đảo Santorini ở Hy Lạp được biết đến với những ngôi nhà màu trắng và màu xanh nằm trèo leo lên các vách núi dọc bờ biển vô cùng tuyệt đẹp. Và đó cũng là lý do vì sao mà nó lọc vào top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh đó nha. Còn tại Đức thì có lâu đài cổ tích Lâu đài cổ tích Neuschwanstein là lâu đài cổ tích tuyệt đẹp ở Đức. Đây không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Đức mà còn hấp dẫn du khách cả trên toàn thế giới đến tham quan nữa đó các bạn ạ. À. Và đứng vị trí thứ 13 trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh đó là hang động đá cẩm thạch Blue Marble ở Chile và Argentina. Hang động đá cẩm thạch Blue Marble thuộc hồ General Carrera nằm giữa hai nước Chile và Argentina. Dòng nước ở nơi đây dường như hoàn toàn có màu xanh lam là do sự phản chiếu của ánh sáng và đá cẩm thạch. Và tại Ấn Độ cũng có một địa điểm du lịch khác lọt top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh, đó chính là pháo đài Chittoraj. Pháo đài lớn nhất ở Ấn Độ, Chittoraj rất nổi tiếng trên thế giới bởi vẻ đẹp và sự hùng vĩ của nó, và thu hút rất nhiều du khách du lịch đến đây tham quan đó. Tiếp theo vị trí thứ 15 trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh nằm tại Hà Lan, đó chính là Gaythorn. Hãy dịch chuyển đến châu Âu để khám phá ngôi làng cổ kính Thorn ở Hà Lan. Tại đây thì không có bất kỳ một con đường nào mà chỉ có các con kênh đào quanh ngôi làng thôi. Còn bạn nào yêu thích những tuyệt tác của thiên nhiên thì hãy di chuyển tới Mexico để tham quan hang động pha lê Raystone. Hang động pha lê Raystone của Mexico là một trong những hang động sẽ khiến cho bạn cảm thấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp kỳ ảo của nó. Nó là một hang động bí ẩn nhất thế giới cũng là một địa điểm khám phá tương đối mạo hiểm cho du khách vào mùa hè nhưng lại là một địa điểm du lịch trên thế giới rất thu hút du khách du lịch vào mùa đông đó các bạn ạ à. và các bạn biết không tại Nhật Bản cũng có một địa điểm du lịch nổi tiếng lọt vào top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới đó chính là Aogashima. Aogashima là một hòn đảo núi lửa của Nhật Bản. Hòn đảo này cũng chính là một miệng núi lửa khổng lồ thu hút rất nhiều du khách du lịch đến đây để check in. Và quả thật là một thiếu sót rất lớn nếu như trong top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh mà không có ruột bậc thân lồng tích ở Quảng Tây Trung Quốc. Nếu một lần được ghé thăm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruột bậc thang lồng tích ở Quảng Tây Trung Quốc thì bạn sẽ hiểu tại sao nơi đây, đây được mệnh danh là một trong những nơi đẹp nhất thế giới. Và không chỉ có những đồng bằng hay là ruộng bậc thang hay là những hang động kỳ vĩ mới lọt vào top những địa điểm du lịch đẹp nhất hành tinh đâu. Mà tại Nam Mỹ, rừng rậm Amazon cũng lọt vào top những địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới này đó các bạn. Ở Nam Mỹ thì rừng Amazon được coi là lá phổi xanh của hành tinh chúng ta. Và ở trong rừng xanh này có rất nhiều điều thú vị đang chờ rất nhiều du khách du lịch ưa thích mạo hiểm đến tham quan check in và khám phá đó. Và đứng vị trí cuối cùng trong top các địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới đó chính là Venice ở Italia. Vince là một thành phố ở phía đông bắc Italia được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới với lối kiến trúc cổ kính, cùng với các ngôi nhà dọc bờ kênh chắc chắn sẽ là một địa điểm thú vị cho bất kỳ du khách nào. Vậy là trên đây, Blog Travel Việt đã giới thiệu đến các bạn top 22 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới rồi đúng không nào? Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là sưu tầm của Blog Travel Việt thôi. Ngoài ra thì ở trên thế giới chúng ta còn rất nhiều địa điểm du lịch đẹp vô cùng thú vị. Và theo tiêu chuẩn đẹp của mỗi người thì có một người yếu tố khác nhau. Cho nên nếu như theo như các bạn bình chọn địa điểm du lịch nào đẹp nhất thế giới thì hãy để lại chia sẻ comment dưới video để mọi người cùng bình chọn nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn chuông like, share để nhận thêm nhiều chia sẻ thông tin du lịch hữu ích khác từ Blog Travel Việt nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.